hai, ba, ba tung lên đây lại một bài tập học chính xác quý vị. Vâng, chúng ta sẽ tạm chia tay với trận đấu và lên. Chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo, đó là trò chơi bóng rổ của quý vị. Đón bóng rất chính xác với quả phạt nền. Và bây giờ trò chơi bóng rổ và cái độ rất là cao. Và không biết là trước khi ta có bay lên quả rổ được không? Có xứng đáng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp hay không? Và bây giờ cái rổ ở đâu? À, ở trên đầu chị thấy không? Trên chờ gì đó, mình bay lên mình bỏ cho cái rổ là xong trách nhiệm thôi. À, hai cái hộp bự và bá lửa vậy ăn sáng nhiều quá. Bay lên quả rổ rất chính xác. Nó làm cái sáng này hai thầy trò chửi nhau đi ăn sáng sao á, nó ăn cái họng một họng luôn để dành một mớ trong họng mình luôn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quả thứ hai. Và điều quả thứ hai thì không biết là vận động viên bóng rổ ta có bay lên bỏ rổ được hay không. Và bây giờ sẵn sàng chưa nào? Đấy, cái rổ trên đầu mình thấy không, trên trời á, à, mình bay lên mình bỏ cái rổ thành công thế nào đó. Làm sao đây, ở làm y chang quả đầu tiên thôi. Trời quá chứ mời luôn. Mời chào bàn tay nữa của quý vị bằng cá khéo léo. Wow, cái độ được nâng cao hơn gấp 3 lần chiều cao cơ thể của chú khỉ Radar Saleh. Và bây giờ thì chúng ta không biết là phần thứ ba này với chiều cao này thì chú khỉ có bỏ rổ thành công được hay không? Vâng, chú khỉ thì rất mềm mại nhưng bạn chỉ đồng hành với chú khỉ thì rất là cứng và rất là đơ. Vâng, và bây giờ cái quả bóng thấy cũng công chuẩn và làm cho vận động viên ta khó khăn để đón được đường bóng. Và bây giờ làm lại. Đó, bây giờ mình làm sao đó mình căng được đường bóng chuẩn nè, thấy không? Đó, mình bay lên, mình bật thật cao và bay thật xa để bỏ rổ thành công, biết không? Đó, mình bay lên. Đó, mình hít thở thật sâu, nếu thành công sẽ được một tràng một tay thật lớn. Và bạn ơi, sẵn sàng đi nào. 1, 2, 3, 1 tràng một tay. Quý vị, mình mặc dù cái rổ rất là cao, nhưng quý vị ta đã bay lên bỏ rổ rất chính xác. Và ngoài một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp và một trò chơi thể thao lâu năm, nên Radar Saleh luôn sở hữu được một vóc dáng cân đối, một chiều cao lý tưởng không bị hài 20 cm. Và ngay lúc đây, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu và cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đến với lớp học những chú cún khá đáng yêu thưa quý vị. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bạn cún khá đáng yêu đã đến với lớp học. Rồi, xin mời các bạn đến với vị trí ngồi của mình. Mỗi bạn sẽ được chọn một vị trí, một chỗ ngồi lý tưởng. Đó, thầy sẽ sắp xếp cho các bạn một chỗ ngồi. Đây, vị trí của bạn bên đây, đó thầy sẽ hướng dẫn cho một chỗ ngồi. Bạn đó thích qua bên đây, bạn này thích qua bên kia. À, quá tuyệt vời luôn. Đó, thầy cũng phải bó tay. Đó, thầy yêu cầu chỗ nào thì phải làm chỗ đó. À, chẳng lẽ bây giờ bó tay sao? Đó, thầy sẽ nhắc cho bạn một chỗ ngồi. Đó. Đó, thầy phải nói là hôm nay là một bạn mới ra chuyển lần đầu cho nên bạn rất là bỡ ngỡ luôn quý vị. Rồi bạn này qua bên đây, đó thầy sắp xếp chỗ ngồi, mình phải nhớ lần sau chỗ bạn nào bạn ấy ngồi cho mình dành ghế lẫn nhau. Đó, nhớ cái chỗ ngồi của mình nghe chưa? Đến với lớp học thầy sắp chỗ nào phải ngồi chỗ đó. Và các quý vị, vâng, hôm nay không phải là 7 bạn đi học, chúng ta chỉ có 5 bạn mà thôi. Vâng, vì thường ngày thì MC biết được là có 7 bạn đi học, hôm nay chỉ có 5 bạn, vâng, đã vắng 2 bạn. Chắc chắn 2 bạn kia đã có một sự cố nhỏ nhỏ gì đó không đến được với lớp học. Chắc là đang bị kẹt xe ở tàu Sài Gòn thưa quý vị. Và cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm danh trước. Vâng, đó là bạn lớp trưởng Mimi bên phía cánh tay trái của quý vị. Bạn sẽ đứng lên điểm danh cho khán giả và thầy biết lớp có mấy bạn đi học trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm danh. Xin mời bạn lớp trưởng đứng ngay ngắn và trả lời báo cáo cho thầy biết lớp có mấy bạn đi học to rõ ràng lên. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Một trao bàn tay với quý vị, vâng, đúng không? Đây có 5 bạn đi học. Và cũng như thường lệ chúng ta sẽ đến với phần kiểm tra bài cũ trước, xem các bạn về nhà có học bài hay không, hay các bạn bỏ đi chơi. Một đề toán ngày hôm qua vị khán giả vâng cho về nhà học bài, đó là phép tính trừ 10 trừ 1. Và 10 trừ 1 đáp án bằng bao nhiêu? Bạn nào về nhà học bài và không học bài, thầy sẽ nhìn mặt và kiểm tra. Và đầu tiên là bạn lớp trưởng, bạn La, bạn Đức Si và chị bạn nào đấy? Ô, bạn La thì quý vị nhìn vâng. Huấn luyện viên đang nhìn thấy dường như bạn. Đây là một học viên kinh doanh học trẻ và không bao giờ học thuộc bài thưa quý vị. Và bây giờ bạn La hãy cho thầy biết là 10 trừ 1 bằng bao nhiêu? Về nhà có học bài hay không? Trợn mắt lên, cứ nhìn thầy luôn.
lại về nhà không học bài là xấu lắm thì vàng năm rồi, đưa cái mông đây một hai giờ vàng bàn tay cái ứng luôn này. Cái tội không học bài là xấu lắm, không học bài xứng đáng được mấy điểm. Chúng ta lấy cái phần chấm điểm của bạn Misa. Misa không học được bài thì được mấy điểm đây? Lắc đầu. Không học được bài thì được mấy điểm biết không? Cho điểm thế nào? Không học được bài được mấy điểm này? Lắc đầu quý vị. Không học được bài sẽ được không điểm. Lắc đầu là không điểm. Mông chạm vào tay phần chấm điểm công bằng ạ. Vâng, không học được bài chỉ được không điểm mà thôi. Và bây giờ trách nhiệm cao cả nhất của bạn lớp trưởng giỏi về môn toán, bạn phải nhắc bài cho bạn Lala biết là 10 trừ 1 bằng bao nhiêu. Và bây giờ bạn ơi, bạn Lala nghe rõ và lần sau nhớ về nhà học bài. Lớp trưởng nhắc bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Móc treo vào tay quý vị vâng, 10 trừ 1 đã bán bằng 9 rất thông minh. Và bây giờ sẽ là những đề toán mới do chính những vị khán giả của chúng ta sẽ đưa ra. Và ngay lúc này, vâng, các em nhỏ có thể đưa ra những đề toán. Các bạn nào thông minh tiến ra đề toán đầu tiên. Chúng ta đến với phép tính nhân trước nha quý vị. Rồi xin mời em nhỏ, vâng, xin mời em nói đi. Em ngồi em đặt lên thôi.